Chúng ta bắt đầu nhé. Tức là xong thời gian tôi bận, vừa tôi bận quá nên mà không 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 lúc nào mà bận thì bận, tôi bận tham gia cái cuốn viết sách tin cho lớp 11 ấy. Thì biển nó hơi đỡ hơn một chút, thì tôi sẽ quay lại, tôi sẽ tổ chức những cái buổi tập huấn nhanh như thế này. Thì mỗi một hôm thì nó thời gian nó rất ít, cho nên mỗi hôm tôi chỉ nói một phần nhỏ thôi, còn không nói hết được những ý mà mình muốn nhé. Thì hôm nay là cái buổi mà buổi đầu tiên nói về cái chủ đề là Python nâng cao. Thì về về Python thì tôi dự kiến tôi sẽ nói về hai hai cái chủ đề. Một chủ đề là gọi là tạm gọi là Python nâng cao, tức là cái chủ đề này là chúng ta sẽ đi sâu hơn về ngôn ngữ lập trình Python, đi sâu hơn về những cái khía cạnh về mặt lý thuyết như về cấu trúc dữ liệu của cái môi trường lập trình Python mà trong chương trình dạy của chúng ta, trong sách giáo khoa cũng chưa đủ. Chúng ta cho sách giáo khoa lớp 10 chỉ dạy một cái phần rất là cơ bản đơn giản thôi, còn các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, chúng ta muốn dạy tốt hơn thì chúng ta bắt buộc phải tìm hiểu sâu hơn để chúng ta dạy dạy được. Về nguyên nguyên tắc là một giáo viên mà muốn dạy được cái ngôn ngữ trình Python này thì chúng ta phải biết 5 6 biết 10 thì dạy một năm mươi sâu được. Chứ chúng ta biết một dạy một hay biết hai dạy một là cũng không đủ cái chất lượng bài học, nó sẽ bài dạy nó sẽ không không cao. Cho nên giáo viên chúng ta bắt buộc phải phải tìm hiểu, phải đọc thêm sách, phải đọc tìm hiểu sâu hơn về cái bản thân ngôn ngữ lập trình Python. Và cái ý thứ hai, cái em như vậy tôi sẽ để nói cái một cái ý ban đầu trong trong cái buổi này này, trong cái series những cái tập huấn này, thì một cái loại là tìm hiểu sâu hơn về Python, tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình Python. Chứ đâu chúng ta rất là mới, chúng ta đã quen quen dạy cái cũ rồi, quen dạy C hay là Pascal rồi, sang cái này là nó rất là khác. Cho nên là chúng ta trên tôi sẽ dành một rất nhiều thời gian để cố gắng để trình bày với các bạn tổng quan những kiến thức sâu hơn về về ngôn ngữ lập trình Python. Cái ý thứ hai cũng rất là quan trọng, cái ý thứ hai của cái hướng này là nâng cao này là nôm na là cái khái niệm thuật toán. Thuật toán. Và tiên thuật toán chúng ta sẽ tôi sẽ nói về cái lý thuyết thuật toán và sẽ demo, sẽ thực hành trên trên Python. Tức là thuật toán đây nhưng không phải là bất kỳ, mà tôi sẽ nghiêng về là thuật toán nhưng mà tôi sẽ mô tả trên Python. Được rồi. Thế thì cái thuật toán là cái gì? Cái thuật toán này là cái gì? Là cái những cái lý thuyết mà từ trước nay nó thật ra thì là chúng ta là chưa hề biết, chúng ta chưa hề dạy. Ở trong quá trình đại học thì có thể các bạn được học một cái cua ngắn hay là một cái tín chỉ ngắn về thuật toán, mà tôi biết là ở trong đại học các trường đại học đều dạy rất là sơ lược cái này, không không sâu, và dạy rất là không những sơ lược mà rất là hời hợt. Cho nên nói chung là theo tôi biết ấy, hiện nay là sinh viên ra trường cũng vậy thôi và các bạn cũng vậy thôi, là chúng ta hiểu rất lơ mơ về cái này. Thế mà chúng ta từ sang năm 11 nhá, chúng ta bắt buộc phải dạy cái này rồi. Cho nên chúng ta cũng cần phải biết, cần phải học. Cũng như vậy, cũng như là đối với lập trình thôi, là chúng ta không thể nào mà là đọc sách giáo khoa xong là biết một dạy một được. Chúng ta phải có cái sâu hơn một chút của sách giáo khoa thì chúng ta mới dạy học sinh nó mới tốt được. Như vậy có hai cái hướng nhé. Hai cái hướng mà tôi muốn trình bày trong cái series những cái buổi tập huấn này. Thì hôm nay là buổi đầu tiên. Thì tôi sẽ thông báo những cái buổi sau, thông báo cụ thể sau nhé, thì các bạn cứ theo dõi trên các cái nhóm, chứ tôi sẽ không cố định vào ngày thứ ba đâu. Hôm nay là thứ ba đâu, thì buổi sau không chắc là thứ ba, không buổi sau có thể lùi sang một ngày khác, hoặc là sớm hơn lùi, hoặc là muộn hơn nhé. Vì tôi thời gian của tôi nó không cố định, cho nên là tôi sẽ di động linh động cái thời gian này, thì các bạn cứ theo dõi tôi thông báo cái buổi tiếp theo là buổi nào. Đó thì là hai cái em đây là hai cái hướng mà tôi muốn nói. Một số giáo viên cứ rất là có yêu cầu là cần phải ví dụ nói với tôi là em rất muốn học về, hay là muốn thì nói về cái dạy học sinh giỏi ấy, thì tôi nói luôn là tôi sẽ không luyện thi học sinh giỏi, tôi không mà tôi thật ra cái thi học sinh giỏi thì nó là một phần nhỏ của cái hướng này.
Nhưng mà hiện nay cái việc thi sinh giỏi ở Việt Nam mình ý, nói chung ý là chúng ta chỉ học và chỉ làm mẹo mực, chỉ làm có chỉ học bài nào giải bài đó, vẫn là theo kiểu là luyện gà chọi, và cốt học sinh đi thi là để có giải. Chứ chúng ta không, hiện nay tất cả giáo viên chúng ta đều, tôi biết là đều không có cái ý định là sẽ học bài bản thuật toán hay là dạy học sinh giỏi vậy, không không chúng ta đều không hướng là dạy cho học sinh bài bản thuật toán, mà chỉ dạy là luyện gà chọi, luyện bài nào biết bài đó thôi. Thì cái đó là cái mà tôi không thích lắm. Mặc dù là cái hướng thuật toán này thì trong đó nó có cái chúng ta luyện về cái thuật toán này thì nó có cái liên quan các bài tập khó hơn, giải khó giải giải những cái bài toán liên quan thuật toán, và thi sinh giỏi là chính là đánh trí lên cái bài này. Nhưng mà tôi muốn là trình bày với các bạn một cách nó bài bản hơn, nghiêm chỉnh hơn, để chúng ta thấy rõ là như vậy là cái dạy thuật toán ấy, nó rộng hơn mà sâu sắc hơn cái khái niệm là luyện thi sinh giỏi. Đấy, tôi muốn nói như vậy nhé. Chứ đâu luyện thi giỏi mà chúng ta mới hiểu xưa nay chính là cái chúng ta nên luyện gà chọi, chúng ta cho học sinh một số dạng bài tập và biết bài nào, biết giải bài nào, biết giải bài đó, chúng ta không tổng quát được, không mở rộng ra được và không thành một lý thuyết tổng hòa. Đó, thì đó là hai cái nhé. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên thì hôm nay tôi sẽ nói về cái hướng này. Hôm nay tôi sẽ trình bày bài về cái hướng này trước nhé. Tôi sẽ lần lượt tôi quay lại cả hai cái chủ đề này. Thì hôm nay là buổi đầu tiên thì dự kiến của tôi định nhé, tôi định sẽ nói trình bày hai ý. Một là tôi định nói về tổng quan về các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python, thì chúng ta có cái nhìn rộng hơn một chút trong những cái mà chúng ta sẽ biết sẽ học dạy cho học sinh trong tiết học lớp 10 đấy. Và cái ý thứ hai là tôi nếu có thời gian thì tôi sẽ nói sâu hơn về khái niệm hàm. Nhưng có thời gian không có tại sao buổi sau vậy, hàm trong Python. Thì đó là hai ý mà tôi muốn nói với các bạn nhé. Thế đầu tiên là nói về cái ý thứ nhất là tổng quan và các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python. Đấy. Thì trước khi mà nói về cái này thì tôi xin nói luôn các bạn là như này, ở trong Python ấy thì tất cả các cái dữ liệu mà chúng ta đã học nhé. Chúng ta đã học kiểu dữ liệu gì nhỉ? Hay là các kiểu dữ liệu nhé. Chúng ta đã học gì nhỉ? Chúng ta đã học kiểu là kiểu in đúng không? Là kiểu số nguyên nhé. Chúng ta đã học kiểu là float là kiểu số thực. Chúng ta đã học kiểu dữ liệu là bool đúng không? Là kiểu dữ liệu logic. Chúng ta đã học, tức là đã học mà chúng ta đã biết rồi mà chuẩn bị dạy rồi trong trong tin học lớp 10 đấy, là có những cái này nhé. Ngoài ra chúng ta đã biết được những cái kiểu như này, chúng ta học thứ nhất là kiểu dữ liệu là string, là str là kiểu sâu ký tự nhé. Đây là kiểu sâu ký tự. Chúng ta đã học đến cái hàm hàm duyệt duyệt trên một cái dãy số. Thông thường người ta dùng cái hàm là range, hàm range 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 n chẳng hạn. Ta biết về cái khái niệm là range. Range n là một dãy các số. Khi chúng ta viết range n là dãy các số nguyên từ 0 đến n trừ 1. Đây là dãy các số từ 0 đến n trừ 1 nhé. Rồi. Và chúng ta cũng học đến cái khái niệm là list. List. List là cái khái niệm là chính là khái niệm dãy đấy, tương đương với khái niệm mảng ở trong C Pascal. Đây là cái mà cho tôi học. Ngoài ra tôi học cái dạy cho học sinh cái khái niệm là hàm nữa. Hàm. Tiếng Anh gọi là function nhé. Đấy. Thì đây là những cái kiểu dữ liệu mà chúng ta phải biết, mà chúng ta phải dạy cho học sinh lớp 10 trong chương trình. Từ sau năm thì sau năm mà chúng ta không trong trình thì không có cái chuyện là học sâu hơn về Python nữa, mà chúng ta chuyển thẳng sang học về cái cấu trúc dữ liệu, học về thiết kế thuật toán, độ phức tạp thuật toán, và đi sâu hơn vào những kỹ thuật là lập trình thuật toán, chứ không không học chứ chúng ta không học sâu không không học lại cái khái niệm là ngôn ngữ lập trình Python nữa. Chứ là cái lớp 10 là cái lớp duy nhất mà chúng ta có được dạy cho học sinh. Còn ngoài ra thì lớp 11 mà các em mà
hay là giáo viên chúng ta gặp phải những kiến thức cao hơn chúng ta phải tự học lấy, chứ ta không sách trong sách không có, không được học lại, không được học lại, không được học thêm nữa nhé. Đó thì đây là những kiểu dữ liệu. Hôm nay tôi sẽ em nói lên với nói lại về 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 những cái này, và tôi sẽ em có một cái tổng quan hơn một chút để cho các bạn nhìn sâu hơn về tất cả các kiểu dữ liệu cơ bản ở trong Python nhé. Thì đầu tiên nói luôn ý như này, ở trong Python như sau này, nó khác, cái này là điểm rất là khác với Pascal và C, là ở trong Python là mọi cái kiểu dữ liệu thì đều là đối tượng hết. Cái này lặp lại nữa nhé, cái này là cái mà trong sách cũng không có nói, nhưng mà chúng ta phải biết đều là khái niệm đối tượng hết, tức là khái niệm object. Hè, tôi viết nhanh từng từ là Python object. Như vậy ở trong Python thì mọi cái dữ liệu mà chúng ta vẫn thường xuyên, chúng ta hàng ngày chúng ta làm việc ấy, một cái số nguyên, một cái số thực, một cái số logic bool, một cái số ký tự, hay là một cái dãy số thông được cho bởi hàm range, hay là một cái list, một cái mảng, một danh sách, hay là một cái hàm gì đó, thì tất cả cái đó đều là đối tượng hết. Như vậy là Python là cái lập trình là nôm na là ngữ lập trình mà là hướng đối tượng 100%. Đấy, chúng ta chú ý nhé, điều này điều chúng ta rất tôi rất nhấn mạnh cái chuyện này vì nó rất quan trọng luôn. Như vậy ở trong Python là ngôn ngữ lập trình, là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, hướng đối tượng object oriented 100%. Cái này là cái mà các ngôn ngữ khác là Java là như vậy, nhưng như Pascal và C thì không như vậy. Đối tượng 100%, mọi đối tượng mà chúng ta quan tâm, chúng ta quan sát đều là đối tượng hết. Để tôi lấy ví dụ nhé, để chúng ta tạo một cái biến, chẳng như biến n cho bằng 10 chẳng hạn. À, các bạn dùng cái lệnh time để các bạn kiểm tra xem là cái n này thuộc cái kiểu dữ liệu gì. Các bạn thấy ngay là nó thuộc dữ liệu là in. In là tên của kiểu dữ liệu là số nguyên, và các bạn thấy trước đó nó có chữ class không? Nó chữ class đấy, như vậy chính là cái chữ class này chính là cái khái niệm là lớp dữ liệu đấy, khái niệm là đối tượng đấy. Như vậy là cái số 10 này, cái n này n10, thì m số 10 này chính là một cái đối tượng dữ liệu của gì, thuộc cái lớp dữ liệu là int, int ở trong Python. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Cái này là để chúng ta ra cho một số khác như là x thì bằng 12.8, thì x thì nó là kiểu dữ liệu gì, nó là kiểu dữ liệu là float, là kiểu dữ liệu là số thực, và như vậy là x thì là nằm là một đối tượng của cái lớp là lớp float, có chữ class là lớp này, các bạn thấy không? Đấy. Cho nên là nó rất là rõ cái chỗ này nhé. Đấy. Bây giờ tôi cho một cái biến b bằng là true chẳng hạn, hay là biến b bằng là ba bằng n lớn hơn x thì đây. Yeah, thì như vậy b nó là false, và như vậy tôi tie cái b ra thì b nó sẽ là gì, là kiểu dữ liệu là bool. Đấy, như vậy tất cả mọi cái nó là bool hết nhé, nó là lớp hết nhé. Bây giờ tôi chúng ta nhớ lại cái khái niệm là range, cái hàm range. Đây tôi viết là n này, n chúng ta là 10 nhé. Bây giờ tôi viết là như này, tôi viết là viết r bằng, được không? Được. Bằng range. Tôi không dùng, tôi không viết là for i, tôi không hay, tôi chưa dùng cái lệnh for để duyệt để làm gì đó, mà tôi chỉ viết là r bằng range n thôi thì được. Thì như vậy là chúng ta type cái r ra. Thì như vậy là cái error nó cũng là một kiểu dữ liệu, là một kiểu dữ liệu thuộc kia kiểu dữ liệu là range, hay không nào? Như vậy range cũng là một kiểu dữ liệu nhé. Đấy. Như vậy chúng ta quả thấy không? Như vậy đây đồng thời cái đây là một hàm, nó không sẽ biết đây là một cái hàm, hàm này nó trả lại một dãy các số từ 0 đến n-1, nhưng đồng thời nó là một cái lớp, vậy mọi thứ đều là lớp cả thuộc class này. Đấy, các bạn thấy không này? Rồi bây chúng ta viết một cái hàm s, mà cái số s thì đi, số s thì là Hà Nội đi. Đây là một số, thì như vậy chúng ta tie cái số nó ra thì nó là cái kiểu dữ liệu là show, là str. Bây giờ tôi lại viết cái trong cái dãy số 1 2 3 10 chẳng hạn,
Thế bây giờ thì đây chính là cái list đây. Chúng ta type toài của A nó ra thì nó là kiểu dữ liệu là list. Nó thuộc cái lớp list. Như vậy là đây chúng ta thấy nhé. Như vậy là N này, X này, B này, R này, S và A đều là cái đối tượng dữ liệu hết. Đối tượng dữ liệu hết. Nó là và đối tượng nó thuộc đối tượng gì? Nó thuộc dữ liệu là số nguyên, là số thực, là mul, là range nhé, str và gì và list. Các bạn thấy không nào? Nhưng mà tất cả các cái kiểu dữ liệu mà chúng ta đã học, mà chúng ta đã biết ở trong cuốn sách tin 10 đấy, đều là thuộc lớp dữ liệu hết. Cho nên là và suy ra là tất cả mọi đối tượng dữ liệu khác đều là đối tượng hết. Do đó cho nên là Python là ngôn lập trình mà hướng đối tượng 100%. Đó. Như vậy là mọi thứ, mọi cái như vậy là mọi cái dữ liệu của nó, mọi cái nó đều là đối tượng hết nhé. Nó đều là đối tượng. Đều là đối tượng. Là object. Các bạn biết trong lý thuyết của gọi là trong trong cái lý thuyết của một của cái gọi là lập trình đối tượng đấy, gọi là OOP đúng không nào? OOP là Object Oriented Programming ấy, thì mọi cái đối tượng nó đều là nó phải nằm trong cái lớp nào đó đúng không? Phía trên của cái object thì là một cái lớp, nó là một class, một cái lớp. Thì một cái đối tượng là một cái phần tử, là một cái đối tượng của cái lớp nào đó. Thì một đối tượng ở trong một cái lớp ở đó nó phải có hai khái niệm. Một là khái niệm nó là thuộc tính của đối tượng đó, và cái thứ hai là các cái phương thức hoạt động, các cái hàm mà làm việc trên cái đối tượng đó. Đấy, như vậy là mỗi một đối tượng là đều cũng đều có thuộc tính và phương thức của mình. Thì cái này là cái mà học sinh cũng không học, mà chúng ta cũng không dạy cho học sinh, nhưng mà chúng ta cũng phải biết nó là như vậy, để chúng ta khi nói cho học sinh này. Vì cái này nó quan trọng lắm, vì khi mà hiểu cái này rồi thì các cái thao tác trên đối tượng dữ liệu thì nó mới rõ ràng, thì nó mới trở nên rất là dễ hiểu. Chúng ta mà chưa nắm vững chỗ này đấy thì rất là khó mà sau này chúng ta dạy cho học sinh được. Rồi thế bây giờ để mà cho trước một đối tượng dữ liệu bất kỳ thì làm thế nào để biết được nó có những thuộc tính gì và nó có những phương thức gì? Bây giờ chúng ta quay lại đây nhé, nó rất đơn giản thôi. Như tôi đấy, như n chẳng hạn, n của chúng ta là cái kiểu dữ liệu gì, là số 10, là kiểu dữ liệu nguyên. Bây giờ cách chúng ta mà quan sát xem n nó có những thuộc tính gì và có những phương thức gì, chúng ta dùng lệnh dir. Lệnh dir chính là cái lệnh mà chúng ta sẽ biết được là như vậy là cái đối tượng n này, là cái số 10 này, hay là cái đối tượng là số nguyên này, nó có những thuộc tính gì và nó có những cái phương thức gì. Đây lệnh dir nó hiện ra này, bạn thấy như vậy. Đây bạn thấy đây là chính là một danh sách tất cả các thuộc tính và đối tượng của một cái kiểu dữ liệu ở trong Python. Ví dụ ở đây chúng ta đang nhìn trên màn hình chính là cái đối tượng là số nguyên. Bạn thấy nó còn rất nhiều cái thuộc tính không nào, rất nhiều những cái phương thức, đa số rất là phương thức cả. Đấy, phương thức nhá. Thế như vậy là n đây là số nguyên, nó có phương thức như thế này. Đấy. Thì còn thấy cái phương thức của nó, nên nó có hai loại, cũng nhìn thấy không, có hai loại. Một cái loại là nó bắt đầu kết thúc bằng cái dấu ở dưới như này này. Đây, đây là bắt đầu ở dưới đây nhé, này đấy, lệnh điên này, làm việc như này nhé. Đó thì những cái phương thức nào mà bắt đầu bằng hai dấu ở dưới và kết thúc bằng hai dấu ở dưới thì nó là phương thức gọi là phương thức hệ thống. Là phương thức mà nó rất là sâu, thì cái người bình thường chúng ta không cần biết. Còn bạn nào mà muốn thành một chuyên gia về về lập trình Python, chúng ta bắt buộc phải biết. Thì nếu có điều kiện tôi sẽ nhắc lại cái này ở phần phần sau. Còn ngoài ra những cái hàm khác mà không có dấu gạch dưới ở phía trước ấy, là những hàm bình thường. Đây chính là hàm bình thường này. Điều mà chúng ta có thể xem được nhé. Tôi lấy ví dụ nhé. Đây này, ví dụ tôi lấy n của chúng ta nhé, n đây. N mô tả cái em dựa cái hàm là bit length. Đây là một cái phương thức nha. Phương thức này nó trả lại gì, nó trả lại cái số cái độ dài bit mô tả cái đối tượng 10 này. Đấy, thấy không nào? Mà các bạn thấy như vậy n là đấy nhé, n là cái
làm chỉ vào cái tên, chỉ vào cái đối tượng là số 10 và cái hàm bit, len đây đấy, đúng không nhỉ? Đấy. Nó có rất nhiều hàm khác nhé, thì các bạn có thể tìm hiểu sau đó. Thì mỗi một cái đối tượng nó có những cái hàm như vậy, mà chúng ta biết rồi là với đối tượng là dãy, chúng ta dạy cho học sinh năm tới này, thì nó có những cái hàm rất quan trọng này, như là hàm append này. Append là cái hàm là cái phương thức dùng để bổ sung một phần tử vào dãy. Hàm clear là cái hàm mà dùng để xóa nội dung của một cái dãy. Hàm copy là tạo ra bằng bản sao, đúng không? Hàm extend là hàm mở rộng một cái dãy. Hàm insert là hàm chèn một phần tử vào một vị trí bất kỳ của dãy và một số hàm khác đó. Như vậy là cái hàm đi đây. Còn đối với sâu thì chúng ta có rất nhiều hàm đó. Mà trong trong sách lớp 10 chỉ dạy một vài hàm thôi, cũng không dạy tất cả. Thì các bạn chú ý nhé. Thế như vậy dùng lệnh đi rồi. Dùng cái lệnh đi để mà kiểm tra xem là một đối tượng là nó có những cái nó có những cái thuộc tính gì và những cái hàm gì. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói tiếp sang một chút để chúng ta. Bây giờ tôi em nói trước một chút là như vậy là một cái Python object. Như vậy cái khái niệm object ở ở trong Python là một khái niệm rất rất quan trọng. Thế thì có những điểm gì chung nhất của các object? Đây, thì tôi xin mô tả nhé. Thì một cái object ở trong một cái đối tượng dữ liệu ở trong Python ấy, thì nó có bốn thuộc tính rất quan trọng mà chúng ta cần nhớ ba cái thôi. Thứ nhất là chúng ta cần nhớ là thuộc tính là kiểu của nó thuộc kiểu gì. Đấy. Thì cái này nó phụ thuộc vào cái object này là nằm ở trong cái lớp nào, kiểu nó là kiểu nguyên hay là kiểu số phức hay là kiểu số thực hay là kiểu là string hay là kiểu tên là list, vân vân. Vậy là cái khái niệm type là một thuộc tính rất quan trọng của khái niệm là đối tượng ở trong Python. Khái niệm thứ hai là khái niệm là value. Đấy, cái này là cái rất đặc biệt, là cái giá trị của cái đối tượng đó, giá trị của đối tượng đó. Ví dụ tôi viết cái hàm là n bằng 10, n bằng 10, thì như vậy là máy sẽ tạo ra một cái đối tượng, một cái object. Object này chính ứng là số 10 đấy, ứng là số 10. Và object thì nó nằm ở trong bộ nhớ. Và object này là nó kiểu là số nguyên, và value của nó, cái value của cái object này là bằng chính là bằng 10. Như vậy 10 chính là cái giá trị của cái đối tượng đó. Và một cái khái niệm thứ ba rất quan trọng là cái địa chỉ, cái ô nhớ mà chứa cái object này, tôi gọi là cái ID, hay là đây là cái địa chỉ ô nhớ. Khi tạo ra một cái object thì nó phải nằm trong bộ nhớ, được chưa? Nằm trong bộ nhớ, và khi tạo object thì nó không thay đổi, luôn nằm cứng ở trong cái bộ nhớ đó, trừ khi mà sau này mà không dùng nữa thì phần mềm sẽ tự động xóa cái bộ nhớ ấy đi. Đấy. Và nằm cứng thì cái đó chính là cái ID, cái ID, ID là cái địa chỉ của ô nhớ. Và một cái thuộc tính nữa của khái niệm object ở trong trong Python là nó mô tả là số lượng những cái tên con trỏ chỉ vào cái đối tượng này, nó là ref count. Đấy. Ref count nhé. Cái này anh và nó, anh đầy đủ nó là reference count. Như vậy là đây là bốn cái thuộc tính rất quan trọng của một cái đối tượng ở trong Python. Tôi nói lại nhé, bây giờ tôi viết cái lệnh là tôi có lệnh là n bằng 10, tức là tôi tạo một cái biến là biến n và gán nó bằng 10. Khi tôi làm cái này thì máy làm như thế nào? Khi tôi làm cái này thì máy làm như sau, thì máy làm như sau nhé, thì máy nó sẽ làm như này. Máy đầu tiên là máy nó sẽ tạo ra một cái đối tượng, một cái object ở trong bộ nhớ. Như vậy là gắn cứng trong bộ nhớ nhé, gắn cứng trong cái ô nhớ nào đó. Đây là bộ nhớ này. Máy nó sẽ tạo ra một cái đối tượng là cứng trong bộ nhớ nhé.
Và cái đối tượng này nó sẽ có bốn thuộc tính. Một là cái ID, là cái địa chỉ của cái ô nhớ này, nó là cái gì, địa chỉ. Hai là cái kiểu của nó, kiểu của nó, ví dụ cụ thể ở đây là kiểu cụ thể là kiểu nguyên, ta tạo số 10 là kiểu nguyên. Cái thứ ba là cái giá trị của nó, cái value của nó, value của nó là bằng 10, bằng 10. Và cái thứ tư là cái reference cao, reference cao. Máy nó sẽ tạo ra một cái đối tượng nằm trong bộ nhớ có bốn tham số là ID, time, value và reference count, và n đấy, n là cái tên nó sẽ trỏ vào cái đối tượng này. Cho nên là thì khi chúng ta mới tạo ra một đối tượng ban đầu ấy, thì cái reference count nó bằng một, nó có một một phần tử n, một cái tên trỏ vào thôi. Đó. Trong quá trình làm tôi là tăng lên, tôi viết là lát nữa tôi viết là m bằng n, tạo ra bên mới là m, thì máy nó sẽ tạo ra một cái tên mới là m, và m này nó sẽ trỏ vào vẫn là cái đối tượng 10 này, đối tượng 10 này, và khi đó cái reference count nó tăng lên là 2. Chưa, cái này các bạn không cần biết sâu lắm đâu, nhưng mà nôm na chúng ta biết là như vậy là một cái đối tượng chúng ta chú ý là cái time và cái value là hai cái thuộc tính rất quan trọng của một cái đối tượng nha. À, chúng ta chú ý như vậy. Khi chúng ta tạo ra một cái đối tượng, ví dụ tôi viết là S bằng hán cái chữ là Hà Nội chẳng hạn, Hà Nội chẳng hạn. Đấy. Thì là gì, thì máy sẽ tạo ra cái một một tạo ra một cái đối tượng kiểu string ở trong trong bộ nhớ, đặt cứng ở trong bộ nhớ luôn, và cái đối tượng đó là S nó sẽ trỏ vào cái đối tượng đó. Đối tượng đó nó có giá trị là Hà Nội, cái value của nó là Hà Nội. Mà chúng ta chú ý nhé, phân biệt cái chuyện đó. Đấy. Được chưa? Rồi thì như vậy đó, thì chúng ta vừa mới chú ý nhé. Các bạn ở trong cách mà tạo bộ nhớ, tạo một cái đối tượng thì chúng ta có thể có hai cách. Chúng ta dùng lệnh gạt. Chúng tôi biết là m bằng 13, thì đó là cách này, là cách là chúng ta tạo một đối tượng là một đối tượng số nguyên là 13, sau đó là tạo một cái biến m và trỏ vào cái 13 đó. Thì cái tạo này là tạo đồng thời là tạo đối tượng và tạo biến nhớ để trỏ vào. Nhưng cách thứ hai là chúng ta không cần tạo biến nhớ vẫn làm được. Tôi làm này, không cần tạo biến. Như tôi viết là 15. Đấy, 15. Khi thứ này tôi viết chấm bit bitlam. Đấy, thì cái này thì khi cái này thì tôi sẽ tạo ra một cái đối tượng là số nguyên ở trong bộ nhớ nhé, trong bộ nhớ, và máy sẽ tạo ra một đối tượng là 15, và máy sẽ tính xem là cái hàm kỹ thuật cái phương thức bitlam nó bằng bao nhiêu. Tôi enter đây. Đấy. Thì này là lệnh mà tôi không cần phải tạo biến nhớ, tôi vẫn tạo được đối tượng dữ liệu. Đây chính là cái đối tượng dữ liệu mà tôi vừa mới tạo ra, mà không cần cái biến để cho cả. Các bạn thấy không nào? Hay là tôi làm một hàm khác nhé. Đây tôi viết một cái chữ là Hà Nội đây. Đúng như này. Thì viết như này là tôi tạo ra một đối tượng là Hà Nội. Tôi chống lệnh, tôi dùng lệnh viết. Được chưa? Thì như vậy là cái lệnh này, cái enter, thì lệnh này nó sẽ tạo ra một cái dãy là một cái list gồm có hai phần tử, là hai cái thành phần, hai cái từ đơn vừa trừ từ Hà Nội. Thì khi thực hiện lệnh này thì máy sẽ tạo ra một đối tượng ở trong bộ nhớ là Hà Nội nha, và không cần có cái biến nào để trỏ vào nó cả, hoặc là máy có tạo một biến mà chúng ta không cần biết, nhưng mà không có biến nào, và máy vẫn chạy được nó như bình thường. Đấy, như vậy đây là tôi mô tả một cái lệnh mà chúng ta có thể chạy được luôn, không cần gán cái biến, không có lệnh gán. Đấy, ví dụ như vậy nhé. Được rồi. Đấy, thì đó là cái tôi tổng quan một số những cái mà chúng ta đã biết, đã học, mà chúng ta phải biết để dạy được cho học sinh lớp 10. Để nói thêm một chút nhé, tôi sẽ chính vì đối tượng, chính vì là ở trong Python khái niệm là đối tượng là nó rất quan trọng.
Công danh là nó rất quan trọng. Và mỗi bác như vậy nó có những ID là một thuộc tính này, là ID tức là cái địa chỉ bộ nhớ mà dùng để lưu cái đối tượng này. Cái thứ hai là cái kiểu của nó, là nó mô tả là cái ống sách này là nó thuộc kiểu nào. Cái ID và type là cái mà chúng ta khi chúng ta tạo ống sách thì nó tạo luôn ra, và cái ID và cái type này là hai giá trị này không bao giờ thay đổi. Khi nằm trong bộ nhớ là cứng luôn bộ nhớ đó, không bao giờ thay đổi sang chỗ khác cả. Còn cái type kiểu của nó khi chúng ta tạo ra nó không thay đổi, không thay đổi cái một căn cứ của đối tượng này. Nhưng ngược lại, khái niệm thứ ba là khái niệm là value. Đấy, là cái giá trị, thì giá trị này là có thể thay đổi được. Đấy, chúng ta chú ý nhé, chuyện này rất quan trọng. Thì ở trong Python, các đối tượng ở trong Python người ta chia làm hai loại. Một loại là cái loại là không thay đổi được giá trị nhé, không thay đổi được cái giá trị của nó, và loại thứ hai là có thể thay đổi được giá trị. Có thể thay đổi là chia làm hai loại rất là rõ ràng, có thể thay đổi được giá trị, được giá trị, các bạn chú ý chỗ này nhé. Đấy, thì cái đối tượng nào mà không thay đổi giá trị thì đối tượng đó tôi sẽ gọi dùng cái từ là bất biến. Một khái niệm rất quan trọng luôn, mà những cái này là khái niệm trong sách giáo khoa không hề có nhé. Đấy, vì nó hơi sâu cho nên là chúng ta nên là nó gọi là bất biến. Còn loại thứ hai là thay đổi được thì người ta gọi cái này là tôi tạo gọi từ dùng từ là khả biến. Khả biến. Đấy, như vậy suy ra là gì? Là các cái kiểu dữ liệu ở trong các kiểu dữ liệu ở trong Python thì người ta chia làm hai loại, một loại là bất biến, một loại thứ hai là khả biến. Đây là hai cái khái niệm theo tôi là rất quan trọng, mặc dù nó không nằm trong chương trình, nó không nằm trong sách giáo khoa và cũng không không dạy cho học sinh, nhưng mà chúng ta nên có lẽ nên theo tôi là rất nên biết nhé. Rồi thì chúng ta cùng nhau cùng tìm hiểu xem là cái dữ liệu mà chúng ta đã từng là học qua nó thuộc loại gì nhé. Thì kiểu dữ liệu là in này, kiểu dữ liệu là float này, kiểu dữ liệu là bool này nhé. Đó. Rồi chúng ta đấy chúng ta học cho ta biết kiểu dữ liệu là range đi, chúng ta gọi là range là một kiểu dữ liệu đi, hay kiểu dữ liệu là str đi, là kiểu dữ liệu là sâu đi, và một kiểu dữ liệu chúng ta đã học là kiểu dữ liệu là list đi. Đấy, thì nói luôn nhé, là kiểu dữ liệu là in float, bool, range và str, đây là những kiểu dữ liệu là bất biến. Bất biến khi tạo ra chúng ta không bao giờ thay đổi được, bất biến nhé. Còn riêng list là kiểu dữ liệu là khả biến. Cái này là cái này. À, khả biến nhé. Này, bây giờ tôi tập cùng nhau chúng ta tìm hiểu một chút. Tức là gì? Đây nhé. Bây giờ để kiểm tra xem hai đối tượng nó cùng trỏ vào hai cái tên nhé. Tôi có hai cái tên X và Y. Bây giờ làm thế nào để biết X, Y là cùng trỏ một đối tượng hay là trỏ vào hai đối tượng khác nhau? Bây giờ kiểm tra xem hai cái này là X, Y là hai đối tượng khác nhau hay là chỉ một đối tượng thôi. Thì cái điều kiện là trả lời như sau nhé. X và Y là một đối tượng, chỉ vào một đối tượng thôi. Chỉ vào một đối tượng. Khi và chỉ khi. Chỉ khi và chỉ khi là hoặc là gì, chúng ta có hai cái kiểm tra. Một là dù kiểm tra là cái ID của X có bằng ID của Y hay không, nhưng bằng nhau chứng tỏ là chúng là một đối tượng. Cách thứ hai là chúng ta dùng cái lệnh là X is Y. Đấy, thì nếu mà cái này nó vào true thì nó là đây là so sánh đối tượng nhé. Y sánh đối tượng này, chú ý. Ở trong Python thì chúng ta có hai cái toán tử so sánh rất quan trọng. Hai cái toán tử so sánh. Một là so sánh đối tượng ở mức đối tượng. Là xem là hai cái tên đó nó trỏ một đối tượng hay là không, thì chúng ta dùng dùng cái hàm là dùng cái toán tử là is để kiểm tra. Còn cái loại thứ hai là toán tử hai là so sánh giá trị, lại khác nhé.
so sánh giá trị. Thì chúng ta dùng cái hàm là x bằng này, cái lệnh này chính là cái sánh về, về giá trị. Như vậy là cái lệnh is là so sánh về 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 về, về đối tượng, còn cái hai dấu bằng là so sánh về giá trị khác nhau nhé. Nhắc lại các bạn là một cái đối tượng ở trong Python là cái nó là một đối tượng, và một đối tượng thì nó có cái địa chỉ bộ nhớ là duy nhất và kiểu nó là duy nhất, nhưng còn giá trị thì nó có thể thay đổi nếu mà đối tượng đó là cái đối tượng là đối tượng là khả biến. Thế không nào? Nhưng thế thì tôi ở đây chúng ta tôi quay lại để chúng ta nhìn nhé. Đây chúng ta nhớ lại là tất cả các dữ liệu mà chúng ta đã học nhé, số nguyên, số thực, sâu đều là bất biến, riêng có list là khả biến thôi. Tôi lấy ví dụ nhé, bây giờ tôi lấy tôi viết là F1 tôi gán nó bằng là Hà Nội này, Hà Nội được chưa? Tôi viết là như vậy, bây giờ là S2 tôi viết bằng S1 đó. Khi tôi viết như này nhé thì làm S2 cũng trỏ vào Hà Nội, S1 cũng trỏ vào Hà Nội luôn. Tôi kiểm tra này, S1 có bằng S2 hay không? S2 nó là thu, chứng tỏ là gì? Chứng tỏ là S1 là cái tên trỏ vào cái đối tượng là Hà Nội nhé, và S2 là trỏ vào Hà Nội đấy. Như vậy là S1 và S2 là trỏ vào một đối tượng, và suy ra thì là chúng có trị là như nhau thôi. Như vậy S1 là phải bằng S2 rồi. Đó. Tức là gì? Tức là nếu mà hai đối tượng nhé, hai đối tượng ví dụ bằng tôi viết là AB đi. Nếu mà A mà is B mà bằng true đấy thì suy ra là A bằng B về mặt giá trị nhé. Đúng không? Đây. Bây giờ tôi viết này nhé. Bây giờ tôi sẽ viết như sau này, bây giờ tôi viết là S thì một bằng, tôi thay đổi S thì một thay đổi là mà bằng là Việt Nam chẳng hạn. Việt Nam nhé. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn bây giờ nhé, bây giờ tôi hỏi này, bây giờ S1 có bằng có S2 bây giờ có phải cùng một đối tượng không? Làm bây giờ câu hỏi đặt ra này. Bây giờ S1 và S2 có kiểu một đối tượng hay không? Hay là hai đối tượng khác nhau nhé. Thì câu hỏi đặt ra như vậy nhé. Câu hỏi đặt ra là tôi đặt là S2 để S2 và trỏ vào Hà Nội nhé, S1 trỏ vào Hà Nội nhé. Nhưng mà tại tại thời điểm này là S1 S2 là cùng trỏ vào một đối tượng đây này, đấy nhé. Và giá trị của chúng là như nhau này. Đấy. Bây giờ tôi đặt lại S1 bằng Việt Nam. Bây giờ S2 của chúng ta vẫn là Hà Nội. Vẫn là Hà Nội. Thế không nào? S1 là Việt Nam, S2 Hà Nội. Vậy suy ra là S1 có bằng S2 về mặt đối tượng không? Này, liệu đây là Không không hay là hay không có? không không ạ, Ừ, nói thì khác câu mà câu giá trả trị lời đang là không đúng không. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà S1, S2 cùng trỏ vào một đối tượng, đúng không nào? Cùng trỏ vào đối tượng thì đối tượng đó lại có hai giá trị thì là sai. Hai giá trị là Việt Nam và Hà Nội thì là sai. Vậy suy ra là đây là hai cái khác nhau. Suy ra là đây cái này là suy ra chúng là khác nhau. Đấy, ta thấy nhé. Rồi, thế bây giờ tôi em bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây tìm hiểu thêm về đó là về sâu. Bây giờ tôi đặt cái A là như thế này. 1 2 3 4 6 như này nhé. Đó. Như vậy là A là trỏ vào đối tượng là list, là list. Bây giờ tôi viết là B bằng A. Đấy, khi viết B như này nhé. Khi viết B như này thì là B cũng trỏ vào A. B, B bằng A và B trỏ vào A đây. B A này is B bằng nhau. Vậy suy ra ở trường hợp này là B và A cùng trỏ vào một đối tượng, từ đó chính đối tượng là 1 2 4 6. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi viết tôi cho A pen 10. Được chưa? Thì hỏi như vậy A được bổ sung thêm phần thưởng 10. Vậy tôi hỏi ra là bây giờ là A có phải là vẫn là
AB cùng chọn một đối tượng hay không? Đấy. Cái B và A cùng chọn một đối tượng hay không? Câu hỏi là ra như này. Đấy. Thì mà hãy trả lời mà nó giải thích vì sao. Nhá. Nào chúng ta cùng trả lời như này. Để thử thôi. Đó là có. Vẫn thế. Vẫn là thế. Có chung nhau hay không? Có chung nhau rồi. Có chung nhau đúng. Vì sao như vậy? Bởi vì là cái lệnh A ở B này, đây là cái lệnh chỉ thay đổi vì A là khả biến, A list khả biến. Lệnh này chỉ bổ sung giá trị, bổ sung 10 vào sau A. Như vậy là giá trị A thay đổi, nhưng đối tượng A không thay đổi. Như vậy sau lệnh này thì AB vẫn chọn một đối tượng đó. Khi mà như vậy AB vẫn là cùng một đối tượng, mặc dù suy ra là B là gì, B là vẫn như thế, B vẫn là 1, 2, 4, 6, 10. Đó, cái chuyện này chúng ta chú ý cái lệnh cái chỗ này là chỗ cứ suy từ cái tính chất là gì, là list là cái đối tượng dữ liệu là khả biến, khả biến là giá trị của nó thay đổi mặc dù cái id của nó không thay đổi, đúng không nào? Cái id của a nó vẫn thế, id của a trước đó nó vẫn id của b là id của a nhé, nó vẫn là thó, ib id của a nó vẫn thế, không thay đổi, nó không thay đổi. Vậy ID của A nhé, 213332409756 nhé. Bây giờ tôi tiếp những cái clear hẳn đi, khóa hẳn A đi. A mình là dễ giống. Nhưng mà cái ID của A này vẫn như cũ, không thay đổi luôn. Vẫn là 213302409756 đúng không? Như vậy là bây giờ là cái đối tượng A, cái đối tượng mà A trỏ vào làm một cái dãy, dãy đó đã trở về là dãy rỗng rồi, nhưng mà B và A vẫn chỉ vào nó hết, vẫn chỉ vào nó, và B và A vẫn là bằng nhau. Đấy, thấy không nào? Cái chất này là khi ra là do gì, do cái list là đối tượng dữ liệu là khả biến. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Nhưng mà khái niệm là bất biến khả biến là khái niệm tương đối là quan trọng, được chưa? Được rồi. Thế bây giờ tôi sẽ mở rộng thêm một chút nhé. Cái này tôi từng nói rất nhiều trong các buổi đấy rồi, bây giờ tôi nhắc lại thôi. Là như vậy chúng ta đã học những cái tổng quan lại những cái khái niệm mà đối tượng dữ liệu nhé. Như vậy là gì, là in này, float này, bool này, hay là range nữa nhé, hay là range này, là làm kiểu dữ liệu đi. Hay là str này nhé. Bên này chúng ta đã học là khái niệm là list nhé. Đây là khái niệm dữ liệu mà ta đã học ở trong cái có trong sách mà cái 10. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta theo tôi chúng ta cũng nên biết là như này. Ngoài ra thì có một kiểu dữ liệu rất quan trọng mà nó hay đi với list lắm là kiểu dữ liệu ống, nó gọi là tuple. Kiểu dữ liệu ống. Nó rất là giống cái kiểu dữ liệu list. Thì lại nữa tôi nói, ngoài ra là tôi thêm một kiểu dữ liệu nữa mà các bạn nên biết là kiểu dữ liệu là tập hợp. Cái này tôi từng dạy trong tất cả các cái sách, trong các sách mình Python cơ bản tôi nói, trong cái lớp học mà Python cơ bản tôi đều nói khái niệm tập hợp và khái niệm là từ điển. Thì đây là hai kiểu dữ liệu theo tôi là rất quan trọng, rất quan trọng mà giáo viên chúng ta là nên biết đó. Thì trên màn hình chúng ta tôi bổ sung thêm ba cái là tuple, bổ sung thêm set và đích. Thì đây chính là cái dữ liệu mà theo tôi gọi tạm gọi tạm thời tôi gọi là cơ bản à, mỗi một giáo viên chúng ta là nên biết. Và tôi chia làm hai loại luôn. Bên này phía bên trái này là dữ liệu nó là bất biến, còn cái bên phải này nó là khả biến nhé. Đấy, mình tôi chia tạm hai loại. Thì đây là những kiểu dữ liệu mà theo tôi làm nó là độ là rất là cơ bản mà giáo viên chúng ta là bắt buộc phải biết nhé. Bây giờ trước khi mà tiếp sang phần sau thì tôi quay lại một chút về cái cho các bạn xem một chút về cái tuple, set và đích nhé. Đây, cái tuple là như thế này. Tôi cho một cái A là một cái dãy và nó khác với list là chúng ta phải cho trong ngoặc vuông, thằng này là cho trong ngoặc tròn nhé. Đây, 1, 2, 3 trong tròn. Đấy. Thì đây tôi tai mới an ra thì nó là tuple, tôi đưa ra ra thì nó có những cái phương thức và
và cái phương thức của A, nhưng mà thấy các bạn thấy nó chỉ có lệnh hai lệnh cao và lệnh index thôi, nhưng nó không hề có lệnh append, không hề có lệnh clear, không hề có những lệnh khác, đúng không? Như vậy chúng ta thấy như việc của tôi viết A nhé, viết là clear cho em nó có được không thì máy nó báo lỗi ngay. Như vậy A là cái nó không có cái lệnh clear, tức là A là dữ liệu là bất biến, tôi tạo ra là cứng luôn, không thêm bớt. Khi tạo ra cái này là nó cứng ở như thế này, kia giá trị của nó là 1, 2, 4, 5 và không thay đổi được nữa. Đấy, bạn thấy nó thay đổi khác hẳn cái list. Khi chúng ta tha hồ chúng ta xóa đi, chúng ta thêm phần tử, ta thoải mái thay đổi cái giá trị của nó. Còn cái tuple thì không, nhưng mà tuple là cái rất hay sử dụng luôn đấy. Đấy, khi chúng ta mà có lần hai số ấy, chắc cách nhau với phẩy thì nó luôn hiểu nó là tuple. Tôi viết là 12,7, viết như này thì nó chính là 10 tuple đấy, nó chính là 10 tuple. Nên là rất hay, nên là nó là dữ liệu ống. Cái này dịch Việt Nam là có là dữ liệu ống hay dữ liệu hằng. Thì cái dữ liệu ống này là thật ra là chúng ta không trực tiếp dạy nó, cũng không định nghĩa chính xác, nhưng mà nó luôn luôn hiển hiển hữu trong quanh chúng ta. Tôi giải thích cho các bạn xem nhé. Ví dụ chúng ta nhớ lại cái lệnh mà trong trong đây tôi viết lại thì bằng tôi có thể viết lệnh này nhé. Đó. Chúng ta nhớ lại ở trong Python có cái lệnh, nó là lệnh đa án, quan trọng là x y này bằng này 10 này 7. Đây lệnh lên đêm lệnh 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 một cái lệnh là án mà ở trong Pascal và C là không có. Thì tôi giải thích thì vì sao cái lệnh này nó lại như vậy. Khi tôi viết là x y bằng 17 tức là cái gì? Thì là như sau nhé. Khi tôi viết là x y bằng 17 tức là gì? Tôi để tôi viết giấy giấy cho các bạn hình dung nhé. Khi mà tôi viết cái lệnh là x y bằng 17 đấy, thì là cái gì? Đó là đa gán. Thì tôi không thể giải thích như này thì là cũng đúng, nhưng mà thật là không chính xác. Thế là mình mà tính sẽ gán lại x bằng 10 y bằng 7. Thật ra mà nó thì cũng được thôi, nhưng mà không hoàn toàn chính xác. Như làm chính xác này, máy làm như sau này. Thứ nhất là máy chương trình sẽ tạo ra một cái object là tuple. Mình ẩn đi. Và kiểu đó là t, nó chính là 17. Đấy, máy sẽ tạo ra một đối tượng ở bên phải. Đối tượng đó chính là đối tượng là một cái tuple. Rồi vào bước thứ hai là máy tạo ra cái lệnh là x phải y bằng t. Thì là cái t là nó có hai phần tử, máy tự động gán là phần tử 10 vào x và y vào 7. Trên cái giả thiết bằng thế này mới là đúng đúng theo ý nghĩa của Python. Đó. Chính như vậy mà chúng ta rất dễ dàng giải thích lệnh sau đây này. Ở trong Python tôi muốn hoán vị hai phần tử thì không cần dùng biến, không cần dùng cái biến phụ, mà tôi làm như sau. Tôi biết là x phải y bằng y phải x, thì lệnh này lập tức là thay đổi lại cái giá trị của nó, x thì sẽ là 7 và y là 10. Đó, thế lệnh này nó làm như sau. Lệnh này này là như sau, thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng là tuple hai giá trị đầu tiên là y là 7 và x là 10. Sau là máy gán lại cái này cho x và y ở bên này, cho nên là cái lệnh này thực ra nó làm giống cái lệnh này thôi. Nhưng cái hay của lệnh này là dùng một lệnh thôi mà chúng ta có thể hoán vị được hai vị trí, hai giá trị, hai cái biến, không phải như là ở trong C và trong Pascal chúng ta phải dùng thêm một biến phụ là biến tem nữa, xong mới gán ba lần thì mới được. Đây chỉ dùng đúng một lệnh là được thôi nhé. Và bản chất của nó là chỉ dùng có hai lệnh thôi, hai lệnh đó là làm được. Nhưng mà đây, như vậy khi chúng ta dùng cái này, chúng ta đã vừa chung chúng ta đã sử dụng cái tuple rồi đấy. Tuple là cái rất quan trọng, nó hiện hữu rất là nhiều trong hàng ngày của chúng ta. Thì chúng ta tạo một cái hàm nó trả lại là hai giá trị, thì đó chính là trả lại một cái tuple đấy. Khi tôi viết như vậy là nó trả lại một cái tuple đấy. Khi mà tôi viết là đây, khi tôi viết x bằng 15 thì cái gì? Thì đây chính là tôi tạo một cái tuple ở bên phải và gắn x. Đấy, thì x chỉ là một cái tuple thôi. Đấy, thấy không nào? Thấy chưa? Còn thêm một chút nữa là cái em chúng ta tạo ra một cái tuple rỗng thì chúng ta viết như này là được. Đấy, thì như vậy thì nó làm một cái tuple rỗng.
còn là một phần tử thì là khác nhé. Tôi muốn tạo một x một cái thúc còn một phần tử thì không viết được như thế này, thì viết như này này, viết viết là 10 như 10 10 10 đi. Đấy, viết thế này thì cái y của nó in vẫn là số 10. Khi tôi viết là 10 trong ngoặc thế này thì máy hiểu đây là tạo ra một vẫn là một đối tượng là số nguyên thôi, nhưng y nó vẫn là in nó vẫn là số 10 thôi, vẫn là kiểu là nguyên. Còn tôi muốn tạo ra một cái tuple gồm có một phần tử, tôi làm như sau. Thì tôi viết là x thì bằng 10 cho nó phải đóng. Thì đây là cái lệnh mà tạo ra một cái tuple gồm có một phần tử. Đây là cái quy tắc riêng của thằng đấy nhé, quy tắc riêng của Python nhé. Bạn chú ý nhé. Nhưng mà đây là cách tạo ra một cái tuple một phần tử. Một phần tử. Còn làm là đối với dãy thì vô tư. Tôi để này là bạn máy vẫn hiểu hết nhé. Một máy vẫn hiểu như thế. Tạo ra một dãy là một phần tử hoặc là dãy trống như thế này. Một cái list trống thì là vô tư. Nhưng đối với tuple thì ta phải chú ý một chút. Đó. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ phân lại thêm một chút nữa cho các bạn nhé. Đây. Thế bây giờ chúng ta xem. Chúng ta nhắc lại như vậy. Như vậy là đây là những đối tượng gọi là tọa độ rất là cơ bản ở trong float này, bool này. Nhé. Rồi theo đó là cái range này, hay là range này, rồi là gì? str này, hay là tuple này. Tuple này. Hay bên này là list này. Set này. Và dict này. À, thế đây là những cái dữ liệu cơ bản. Nhưng mà đây trong Python người ta chia rất là rõ ràng. Trong những cái dữ liệu cơ bản ấy thì người ta sẽ chia làm hai loại theo mức độ là phức tạp của nó. Thì dữ liệu là in, float, bool là cái này nó ta gọi chung nó là dữ liệu đơn. Dữ liệu đơn là nó chỉ có một phần tử thôi, một phần tử gốc, chúng ta chọn một số nguyên, một số thực hoặc là một cái giá trị. Còn bên này range nó là một dãy các số, str là một dãy các cái ký tự, đúng không nào? Tuple là một dãy các số, list là một dãy các phần tử, set là một tổng hợp, dict là một tổng hợp, một cái dãy các cái khóa, các cái ánh xạ từ khóa và giá trị. Thì những cái dữ liệu này người ta gọi chung cái từ là dữ liệu thùng, dữ liệu thùng. Đó. Như vậy ở cái về mặt dữ liệu mà nói ở trong Python thì người ta tạm thời người ta chia làm hai loại. Một loại là dữ liệu đơn. 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 Hai là dữ liệu là thùng. Tiếng Anh nó gọi là container. Container. Đấy. Dữ liệu thùng. Mà thấy vì sao gọi là thùng nhỉ? Cậu thấy ở trong tất cả các dữ liệu này nó đều có một cái chung là như này. Nó không phải là một phần tử. Và nó tất cả các dữ liệu này này nó đều hỗ trợ một toán tử rất quan trọng là cái toán tử gì? Là toán tử in. Kiểm tra xem một cái dữ liệu đơn có nằm ở trong cái đối tượng đó hay không. Ta lấy ví dụ nhé. Đây. In là cái toán tử là nằm trong đấy, nằm trong. Lệnh in mà chúng ta nhớ là cái lệnh toán tử in ấy là có tưởng rất là hay ở trong Python. Nó đi lệnh for đấy, for i in range chẳng hạn, thì in nó là có tưởng là nằm trong đấy. Thì tất cả dữ liệu nào mà hỗ trợ cái toán tử in này thì người ta gọi đó là dữ liệu thùng. Là như vậy nó tạo ra nó có thùng to ở bên trong, nó có nhiều phần tử ở bên trong. Thì kiểm tra phần tử nằm trong hay không thì người ta dùng toán tử in. Tôi lấy ví dụ nhé. Đây, tôi viết là r, tôi tạo ra một cái r là cái range 10 đây. Đấy. Thì cái r là cái thùng, r là dãy các số từ 0 đến 9. Tôi có thể dùng lệnh là 9 in r kiểm tra nó nằm trong hay không. Là nó là true. Tôi viết là 12 in r là false, là gọi là không là không là không là không nằm trong. Được chưa nào? Tôi không biết, tôi biết này là không được, nhưng tôi biết là 5 in 10 thế này lỗi ngay. Thì 10 là không, 10 là cái số 10 là cái kiểu dữ liệu in, nó không phải là kiểu dữ liệu thùng.
tấn thế này là lỗi ngay nhé. Đấy, mà chỉ là dữ liệu thùng nó mới hỗ trợ như này thôi. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Như vậy dữ liệu thùng là dữ liệu nó hỗ trợ tuần thử in. Đấy, ví dụ tôi biết là t bằng cái thúc tuần là 1, 2, 3 như thế này, tôi có thể viết là kiểm tra là 1 in t hay không. Đấy, thì nó vẫn thỏa mãn. Tôi biết là 10 in t, hay tôi viết từ trên, tôi viết là a b c in t, nó chỉ đúng là sai mà thoải mái. Nhưng mà cái t này là cái tuple này là nó hỗ trợ cái toán thử in, và cứ thằng nào mà hỗ trợ cái in này thì người ta gọi nó là thùng. Như vậy là về mặt phân chia thì người ta chia như vậy nhé, người ta chia là khi tất cả cái này nó là thùng hết. Thì có lẽ một cái buổi nào đó sau tôi sẽ dành riêng một cái buổi để chỉ nói về cái dữ liệu thùng thôi. Thật ra cái phân loại dữ liệu của Python là rất là hay luôn đấy. Thùng, dưới thùng còn có một loạt, dưới thùng có rất nhiều thứ, còn có rất nhiều cái dưới nữa. Nhưng mà thùng là cái to nhất. Thùng là cái to nhất, là mô tả cái lớp dữ liệu trên cùng, cái lớp dữ liệu mà nó gồm có không phải là đơn. Đấy, thì nó là thùng. Thùng nó ngược lại khái niệm là đơn. Thì thùng là cái mô hình dữ liệu là tổng quát nhất của những loại, của những cái mà nó không là đơn. Đấy, nó là thùng. Thật ra nó cái việc phân loại của dữ liệu của Python nó rất là hay, nên chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ tìm hiểu. Đấy, thì được rồi, nhưng mà tôi vừa mới có một cái tổng quan ban đầu của chúng ta hình dung nhé. Cái tuple là cái rất hay sử dụng, mà chúng ta ngầm chúng ta không để ý thôi, vẫn dùng hàng ngày mà chúng ta không để ý thôi. Còn dữ liệu là set và dict là hai cái mà tôi thường nói rất nhiều trong các buổi mà tôi hay nói trên lớp ấy. Là đây là cái dữ liệu mà gọi là nâng cao đi, mà theo tôi vẫn nằm trong cái nhóm dữ liệu vẫn là cơ bản. Tuy nó không nằm ở trong sách giáo khoa mà học sinh không được dạy, nhưng mà học sinh là những học sinh mà muốn thi học sinh giỏi thì nên biết cái này, sử dụng nó cái này rất là tốt ở trên trong lớp. Vì sao như vậy? Vì như tôi từng nói các bạn bây giờ, hoặc là có điều kiện tôi sẽ nói lại nhé. Vì sao lại cái set cái dict này là quan trọng? Vì đây là hai cái mô hình dữ liệu mà nó sử dụng kỹ thuật BAM. Cái thằng hay của thằng Python là nó có sẵn các dữ liệu mà hỗ trợ BAM rồi, chứ không phải như là C, Pascal chúng ta phải làm lại từ đầu. Cho nên hai cái kiểu dữ liệu này là nó tốc độ nó rất là nhanh, cực kỳ nhanh luôn. Tôi lấy ví dụ đơn giản thôi nhé. Ví dụ tôi viết ví dụ đơn giản này cho các bạn xem nhé. Đây, A là list, A là cái em là list của cái range. Đấy. Thì như vậy A là một cái dãy các cái cấu từ 0 cho đến 99 nhé. Vì tôi viết là S gì? Là set range của 100. Đấy, thì tổng hợp 100 phần tử cũng từ 0 đến 99 nhé. Vậy là rất rất giống nhau. Chỉ khác nhau là cái A này là nó dấu ngoặc đơn này, đúng không? Đơn. Còn S là dấu gì? Ngoặc nhọn. Thì cái S thì chính là cái kiểu dữ liệu từ điển. Type S. Được chưa? Đó. Thì tôi muốn kiểm tra, tôi viết cái tên lên kiểm tra số 10, tôi viết là 10 kiểm tra cái hàm này, hàm in A. Thì 10 là nằm trong A, 10 in B, 10 nằm trong S thì vẫn hỗ trợ cái hàm in cả. Như bạn thấy nhé, cái hàm này cái lệnh này là lệnh của A, lệnh này là lệnh đối với dãy bình thường thì nó sẽ tốn ON thời gian, còn lệnh này là hỗ trợ là 01 thời gian. Đấy, chúng ta chú ý nhé, đây là cái đặc biệt, rất đặc biệt giữa khác biệt giữa tập hợp và một dãy. Như vậy là cái dãy, ví dụ cái lệnh nhé, cái lệnh một cái phân tử nào đó nhé, trong cái dãy nhé, đây là A, ví dụ A là list này, S là set này nhé, thì một cái lệnh là k in A, cái lệnh này là mất là ON thời gian nhé. ON thời gian. Còn cái lệnh là k in S mất 01 thời gian. Nếu D là một cái từ điển cũng vậy, một cái từ điển và chúng ta kiểm tra cái khóa của nó, k in d cũng mất là 01 thời gian. Đấy, thì như vậy
Chính như vậy vì sao lại cái thằng từ điển cái thằng xét nó quan trọng như vậy, là vì nó sử dụng cái kỹ thuật băm, là kỹ thuật rất là hay, các bạn đã biết rồi đấy. Cái này các bạn chưa biết, các bạn cũng không biết thì cũng chỉ biết là câu là đó là một kỹ thuật rất đặc biệt, nó giúp cho cái việc tìm kiếm trở nên rất là nhanh, rất là nhanh. Thì chính như vậy mà với những học sinh mà là muốn là luyện thi đấy, muốn làm cái bài toán thuật toán cần phải nhanh đấy, thì ta dùng cái này, mặc dù nó không thật là bài bản lắm nhé. Nhưng thôi chúng ta được phép dùng, khi nó có sẵn trong máy tính chúng ta được phép dùng cái này, thì chúng ta như vậy cái hàm này là cái lệnh này, lệnh duyệt này này là nó chỉ mất không một thời gian nhưng rất là nhanh. Còn đối với dãy thì như bình thường chúng ta lệnh là lệnh lệnh tìm kiếm đây, đây chính là lệnh tìm kiếm tuần tự ở trong trong A thì nó là ON. Rồi thế bây giờ tôi sẽ như vậy chúng ta hết thời gian, bây giờ tôi sẽ sang phần thứ hai của buổi hôm nay, là tôi nói sang khái niệm là hàm nhé. Tôi muốn tổng quan lại khái niệm hàm. Vừa nãy từ nãy giờ là nói sang cái vừa nãy là cái phần là tổng quan một chút về các cái kiểu dữ liệu cơ bản trong Python. Thì chúng ta nhớ lại là ngoài các dữ liệu cơ bản mà chúng ta đã học mà đã dạy trong sách tin 10, thì chúng ta nên biết thêm là dữ liệu là tuple, dữ liệu là set và dữ liệu là dict là các dữ liệu. Và chúng ta chú ý cái khái niệm là dữ liệu, đối tượng dữ liệu ở trong Python thì tất cả mọi thứ đều là đối tượng hết, và nó chia làm hai loại là dữ liệu là bất biến và khải biến, do cái thuộc vào cái và cái thuộc tính là giá trị, cái value. Nếu mà cái value mà không thay đổi được, cứng không thay đổi được thì nó là bất biến, còn value mà thay đổi được thì nó là khả biến. Thì như vậy có cái list, set và dict là khả biến, còn tuple cũng làm bất biến. Ngoài ra chúng ta đã biết rằng là về mặt tổng thể thì dữ liệu ở trong Python nó chia làm hai loại, là một loại là dữ liệu đơn hay là dữ liệu thùng. Các bạn thấy như đa số là dữ liệu thùng hết, có mỗi cái anh số nguyên, số số thực, số phức là nguyên thôi. Còn lại tất cả dữ liệu mà chúng ta sẽ học, sẽ biết trong tương lai nữa đều là dữ liệu thùng hết, và là nó rất là quan trọng. Rồi sang cái hai, tôi nói về tổng quan về hàm nhé. Về hàm trong Python. Đấy, thì trong chương trình lớp 10 thì hạng là một phần làm cái chương quan trọng. Mà là khó, tương đối khó. Thì cái hàm trong Python nó hay như này này, tức là về định nghĩa hàm, định nghĩa khái niệm hàm ở trong Python nó vô cùng đơn giản, và chúng ta có thể dạy cho học sinh rất ngắn, chỉ trong một vài phút, 15 phút là có thể dạy cho học sinh là tạo ngay một cái hàm cho mình. Nó rất đơn giản, nó không cầu kỳ phức tạp như thằng C hay là Pascal ở trong Python là chỉ có khái niệm hàm thôi. Và hàm đó có thể là thủ tục, có thể là hàm có giá trị trả lại hoặc là không có, mà đều là dùng cái hàm và chỉ dùng một cái định nghĩa thôi. Nó rất đơn giản. Nhưng cái định nghĩa hàm là đơn giản. Bây giờ tôi quay lại một chút nhé, cái định nghĩa hàm nhé. Đấy, chúng ta dùng cái từ khóa như này thôi, def sau đó đặt tên cái hàm, mà hàm thì phải có cái dấu mở ngoặc đóng ngoặc, bên trong nó phải có thêm các tham số nữa, nếu có thì là x thì phải y chẳng hạn. Đó là hai cái ông số dòng và mô tả một cái hàm. Có thể mô tả một cái hàm rỗng, viết như này path. Thì đây là cái path, nó là một cái path, nó là một từ khóa các bạn ạ. Nó là một từ khóa trong Python, nó khi chúng ta cần mô tả một chương trình là rỗng ấy, thì chúng ta để chữ path. Nếu không có path, không có chữ path này thì là báo lỗi. Còn có chữ path này là nó làm là một chương trình hoàn chỉnh. Thì bây giờ tôi gọi hàm f nhé. Tôi hàm f là 10.1 thì nó vẫn đây, nó vẫn chạy được, không có lỗi gì cả, nhưng mà cái dẫn thân của nó là dẫn chả là cái gì cả. Đấy, nó không thiện cái gì cả. Đấy, thì tôi viết lại nhé, def này f x y này, và tôi tạo cái biến, như là bạn biến là z bằng x mũ y cộng với y mũ x, để ví dụ thế nhé. Sau đó tôi return z đó. Khi các bạn vẽ enter, khi nào nó ra cái dấu ngoặc này thì mới xong nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta đã tạo ra một cái hàm f rồi. Bây giờ tôi có thể viết như này, f này là 12, ra
các chị nó trả lại đây 1 1 2 4 nhé. Hoặc tôi có thể viết là a a bằng a bằng 10, b bằng 15, và tôi viết là f a b đúng không? Đó. Như bình thường các bạn thấy không nào? Đó, như vậy là khái niệm mà như vậy nó có thực hóa đi hơn thì nó làm thì nó trả lại giá trị, còn không không có thực hóa đi hơn hoặc có đi hơn không thôi thì nó không có không có gì trả lại, và như vậy nó là chúng tôi là thủ tục. Như vậy là một hàm ở trong Python, một cái hàm mà ở trong Python thì cái hàm đó là nó phải có hai loại, là nó có giá trị trả lại, có giá trị trả lại nhé. Tức là nó phải có cái từ khóa return, sau return là một cái value nào đó mà chúng ta muốn trả lại giá trị nhé. Cái sau cái return này là cái value này thậm chí có thể nó có thể là không phải là một số, có thể là một cái, nó có thể là một object bất kỳ, nó có thể trả lại là một, trả lại là một sâu, trả lại là một cái dãy số, trả lại là một cái list, trả lại là một tập hợp tùy ý. Còn loại thứ hai là loại là không có trị trả lại, không có giá trị trả lại, thì cái loại này là như sau, hoặc là như là hoặc nó có từ khóa return nhưng mà không có gì cả, hoặc là không có return luôn, không có từ khóa return luôn, không có từ khóa return thì vẫn là hàm. Thì cái hàm này là cái hàm này chúng ta hiểu nôm na nó chính là thủ tục ở trong giống như thủ tục ở trong Pascal hay trong C, nó gọi là hàm void đấy, là hàm không có gì trả lại, còn hàm này là hàm có gì trả lại thì về ở phía trên rồi. Đó, thì như vậy là khái niệm hàm ở trong Python nó rất là dễ, rất đơn giản nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi để mà bây tôi sẽ mô tả một vài cái hàm để cho chúng ta hình dung nhé. Hay bây giờ tôi viết một trình ngắn đấy nhé, để gọi là demo đấy, chứ không viết trình đơn giản và ngắn nhất cho chúng ta hình dung nhé. Đây, bây giờ tôi viết chương trình đơn giản ngắn đấy. Tôi lấy ví dụ nhé. Đây. Bây giờ cái bài của tôi làm như sau nhé, bây giờ cái bài ví dụ như này. Ở trong Python khi chúng ta viết hàm ấy, ở trong trong chương trình ấy, thì nếu chúng ta viết là dấu thăng như này thì là bên cạnh nó là chú thích, thì cái dấu thăng này là gì, là chỉ có gì ở trên một hàng thôi, còn chúng ta viết thành nhiều hàng thì chúng ta viết bắt đầu bằng 3 dấu nháy kép hoặc dấu nháy đơn cũng được, và kết thúc bằng 3 dấu nháy kép hoặc dấu nháy đơn, thì phần giữa này chính là phần giữa chúng chính là cái phần chú thích nhé. Đó, như vậy đây là cách viết mà chúng ta chú thích trên nhiều hàng, rất là hay. Thì tôi lấy ví dụ như tôi làm một ví dụ thôi, là như thế này nhé. Bây giờ cho tiếp một cái dãy A nhé, bất kỳ, ví dụ như là 1 0 4 5 4 10 10 1 0 1 4 5 6 nhé. Bây giờ cần phải viết một cái hàm, viết một cái hàm để tính dãy B có ý nghĩa như sau, có ý nghĩa như sau. Là BK là sẽ gì, bằng số lần, ví dụ nhé, số lần lọc của AK trong dãy A, trong A đấy. Nhưng mà đầu viết cái hàm đầu vào thì là A, đầu ra thì là B nhé. Ví dụ như là bài viết bài trên thì có là B sẽ bằng này, B sẽ bằng nhé, phần số 1 đây được lập 3 lần, số 1 được lập 3 lần, số 0 lặp 2 lần, số 5 lặp 2 lần, tiếp theo là số 4 cũng 2 lần,
Số 4 mấy lần nhỉ? Số 4 là 2 lần. Đúng không? Tiếp theo là số 10 là 1 lần. Tiếp theo là số 1, 1 vẫn là 3 lần. Tiếp theo là số 0, 2 lần. Tiếp theo số 1 là 3 lần. Tiếp theo số 4 là 2 lần. Số 5 là 2 lần. Số 6 là 1 lần. Đấy. Bài chúng ta ra là như vậy nhé. Bây giờ tôi viết thử cái hàm này thôi. Thì cái bài này cũng đơn giản thôi. Tôi vẫn bước một số của A. Tôi sẽ phải đếm xem là trong dãy A đó là cái số này được lặp bao nhiêu lần. Thì tôi làm được ngay. Thì giả như tôi viết cái hàm, giả như tôi viết cái hàm DF này. Là tôi gọi là tính lặp nhé. Tính lặp. Đồ vào là A. Đấy. Đồ vào. Bây giờ tôi làm theo kiểu làm cho là chứ mà tôi không quan tâm lắm đến 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 tối ưu nhá, cứ làm cho ra được đã, còn ta tối ưu sau. Hôm nay không phải cái buổi mà nó bị thuật toán thì tôi sẽ làm đơn giản thôi. Như sau này tôi chỉ về làm như sau: tôi đầu tiên tôi đặt b là tạo b là cái dãy rỗng, sau tôi cứ từng lượt phần tử của a, tôi duyệt trên của a mà tôi kiểm tra xem phần tử đó lập trong a bao nhiêu lần, sau tôi đưa vào b nhé. Đơn giản tôi dùng lệnh là for x in a, tất cả x thì trên a nhé. Với mỗi x như vậy tôi sẽ tính xem là x lặp trong a là bao nhiêu lần. Tôi dùng cái biến cao tôi đếm này nhé. Xong tiếp theo là for y in a, lại lần nữa nhé, for y in a kiểm tra này, if x thì mà bằng y thì tôi tăng cao lên một đơn vị. Tăng cao lên một đơn vị đúng không? Mà sau cái vòng lặp là này này, phải này này vòng lặp này này tôi tính được cao này chính là cái số lần lặp của x gì ở trong a mà tôi chỉ việc tôi đưa vào b thôi. Append cao. Đấy. Thế không nào? Và ra ngoài này tôi xong đây tôi return. Tôi return b. Đấy. Được chưa? Mẹ tôi làm thử nhé, như vậy mà hàm này làm xong tôi là viết cái lại, tôi viết cái này ra cho kiểm tra xem đúng không nhé. Đây. À đây, mà tôi viết b bằng tính lặp này a. Và bây giờ tôi print. Tôi print b ra xem đúng không. Đấy. Bài này tôi ghi vào hôm nay nhé, hôm nay là cái bài, một cái bài cho nó vui thôi, hôm nay là cái bài lớp chúng ta là cái lớp gì, nhớ đi, tôi quên nằm chỗ nào nhỉ. Python à, tổng quan đây rồi. Tổng quan nhé, hôm nay là B1 nhé. B1 là tính lặp. Đấy. Chạy thử nhé, xem đúng không nhé. Đây này, 3 2 2 2 1 3 2 3 1 2 2 1 đúng rồi đấy. Đấy, cái bài này tôi lấy ví dụ thế là một cái hàm mà nó trả lại đầu vào là a và trả giá trị là b, a thay đổi. Nên các bạn chìa khóa nhé, nó có hai vòng lặp lồng nhau, đây vòng lặp nhất này, vòng lặp thứ hai lồng nhau này. Như vậy là bài này có độ phức tạp là O n bình phương. Tiếp theo đây tí nhé. Ngay sau cái hàm chúng ta enter xuống và chúng ta gõ một cái số ký tự ngay trên một hàng thì cái đó nó chính là cái phần chú thích của hàm, là một tham số của hàm, là cái độ phức tạp thời gian O n bình phương nhé. Đấy, O n bình phương. Thì cái đấy các bạn viết nhé, viết cho đơn. Cái bài này là bài chính thức tương giải trên lớp rồi các bạn. Bài này là cái bài này nhé, bài tập về nhà là các bạn hãy cải tiến cái trình này lên để nó giảm xuống không phải n bình phương nữa. Thì đây là bài tập mà hôm khác tôi sẽ giải bài này nhé. Xem là cái bài này chúng ta có thể cải tiến như nào. Đây, lời giải của tôi đây là giải trạng thái là
là chậm nhất có thể đấy, mà đơn giản dễ hiểu, đơn giản dễ hiểu. Thì mà thấy như vậy là cái định nghĩa cái hàm mà trong Python nó rất đơn giản luôn, nó rất đơn giản. Được chưa? Rồi thế bây giờ tôi quay lại, tôi quay lại cái phần định nghĩa của chúng ta nhé. Đây rồi, đây chúng ta rất chú ý cái với hàm, nó có hai khái niệm chú ý là khi khai báo thì như thế nào, khai báo cái hàm thì như là ra làm sao, và khi chạy hàm thì như thế nào, khi chạy hàm, chạy hàm, được chưa? Đây cái chỗ này là chỗ khai báo này, đây này, chỗ này là chỗ khai báo nhé. Đây. Còn chỗ này là chạy cụ thể này, đây, chỗ đây là chạy cụ thể, chú ý nhé. Thì trong Python chúng ta rất chú ý cái chuyện đó, chú ý là cái chỗ khai báo và chỗ chạy như nào. Thì khi khai báo đây, khi khai báo nhé, đây tôi lấy ví dụ, chúng ta làm cái hàm như này, def f ví dụ là x y nhé, hai chấm này, viết là z bằng x gì mũ y cộng với y x gì, xong return return z nhé. Khi gọi này, khi gọi thì tôi gọi f là 52 được không, được, hoặc tôi viết là a bằng 7 và tôi viết là f 7 a 6 được, hoặc tôi viết là a bằng 7 b bằng 10 và tôi viết là f a b, được chưa? Đấy, khi khai báo là chỉ khai báo có một lần thôi thì được chưa? Còn khi gọi rất là đa dạng, có thể gọi đây là số là 52 này, có thể gọi là a 6 này thoải mái, hay là a b. Thì các bạn chú ý, đối với những hàm khi khai báo thì x và y đây này, x và y khai báo hàm này thì người ta gọi cái này, người ta gọi là tham số của hàm, để trong sách khoa có nhé, tham số. Thật ra tôi nhớ là cái định nghĩa tham số này là chỉ có trong sách đồ trí thức thôi, còn sách cái chiều là họ không định nghĩa, chắc họ nghĩ là không họ khó, họ không định nghĩa, cũng không sao cả nhé. Như vậy là cái những cái tham số đầu vào khi khai báo hàm ấy thì người ta gọi là cái tham số đầu vào đấy, tham số đầu vào nhé, của hàm. Còn khi mà chúng ta gọi hàm ấy, 52 này, a 6 này hay là a b, thì những cái này người ta không gọi tham số, người ta gọi là đối số của hàm, đối số. Đây, chú ý nhé. Như vậy là đối số là những cái giá trị mà được truyền vào bên trong hàm thì nó gọi là đối số khi chạy hàm, khi chạy hàm. Còn tham số là những cái tham biến, là những cái giá trị, là những cái biến mà được mô tả ở ngay khi chúng ta định nghĩa hàm. Như vậy là trong Python người ta phân biệt rất là rõ hai loại này, tham số và đối số. Nó khác hẳn, đây là cái chỗ này là chỗ mà khác hẳn đối với Pascal và C nhé, khác hẳn luôn đấy. Trong Pascal và C nó không có khái niệm như này. Nó không nó khái niệm là nó khái niệm là truyền tham số bằng cái gì thôi, là tham biến hay là tham trị thôi. Nó không có, nó không được được như nó khác, là cái quan niệm về hai cái nó khác hẳn nhau mà. Chứ các bạn chú ý nhé. Chứ đây là chỗ mà chúng ta rất nhiều người là do là chúng ta chưa thạo Python mà chúng ta lại quá thạo Pascal và C. Chứ cứ tư duy của chúng ta tư duy trên cái Pascal và C và chúng ta cứ lẫn lộn cái khái niệm tham biến và tham trị ở đây. Đây không có liên quan gì đến tham biến, không liên quan gì đến tham trị cả nhé. Đây, như vậy là đối số là khi mà chúng ta gọi hàm thì những cái giá trị được truyền vào bên trong hàm thì người ta gọi là các cái đối số. Tất nhiên là khi truyền vào các đối số nó phải thông, là phải giống như là phải thông qua khái niệm là tham số ở khi chúng ta khai báo. Nhưng mà người ta vẫn phân biệt ra làm hai loại vì là chúng ta sẽ thấy là nó rất là khác nhau. Thì cái tham số này nó gọi là parameter nhé, parameter. Còn cái thằng này cái đối số tiếng Anh nó là argument. Các bạn chú ý nhé. Đó. Rồi, thế bây giờ tôi sẽ mô tả một chút cái khái niệm là tham số và cái đối số này nhé.
Đấy. Về tham số nhé, về tham số bây giờ chúng ta sẽ nói nhanh sang khái niệm là phân loại tham số. Phân loại tham số. Thì khi mà chúng ta khai báo hàm đấy, thì người ta có hai cách chúng ta khai báo cái hàm tham số của hàm, thì dựa vào hai cái đó người ta sẽ chia làm hai loại tham số. Một loại người ta gọi là tham số bắt buộc, và hai là gọi là tham số tùy chọn, hay người ta còn hay còn có từ tức là hay có từ là tham số không bắt buộc. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả nhanh cái này nhé. Thì cái đối với phần tham số thì cái việc phân loại này nó dễ hơn, chứ tôi nói nhanh. Còn đối số thì khó hơn. Phân loại đối số thì khó rất là nhiều lần. Còn tham số thì dễ nhé. Thì ta chia là hai loại để tôi lấy ví dụ cho các bạn xem nhé. Đây. Khai báo như này mặc định thì tất cả những tham số này là tham số khi khai báo như này thì là tham số nào gọi là bắt buộc hết. Tức là gì? Khi chúng ta chạy thì chúng ta phải đưa vào đủ đối số bằng đúng tham số thì nó gọi tham số là bắt buộc. Tức là F này 10 12 thì ngon lành, như vậy là vì là cái số lượng các cái đối số bằng hệt tham số, như vậy là bắt buộc chính xác. Khi biết là sai này, biết là 10 thì mày báo lỗi ngay. Đấy, mày thiếu một tham số, đúng không nào? Đối số thì là tham số khi mô tả có 2, mà đối số chỉ có 1 thôi, như vậy là sai. Thì cái đôi thì khi thì mặc định là tất cả những tham số khi chúng ta mô tả đều là tham số bắt buộc hết. Tức là bắt buộc là cái gì? Là khi chúng ta khai báo như thế nào thì khi gọi là đúng như vậy luôn. Đúng nhá. Không được phép là bỏ bớt đi. Nhưng mà tham số tùy chọn thì lại khác. Đây thì mình tôi mô tả các bạn. Đây mô tả nhé. Đây. Tôi khai báo một cái hàm khác, hàm g có tham số là x và y. Vì tôi muốn là như này. Tôi muốn là cái tham số này của chúng ta là gì? Là thì là bắt buộc. Nhưng mà y thì là tùy chọn. Tôi biết y bằng 2. Đấy. Thì đây là cách chúng ta khai báo một cái hàm mà có tham số tùy chọn. Đây thì như sau này. Tôi viết là z bằng x, y cộng với y, đây nhỉ, được chưa? Đó. Cộng với x cộng y và return z. Đó. Thì nghĩa là nó nói như sau nhá. Như vậy là khi khai báo tham số là không có gì cả thì nó là bắt buộc phải khi gọi phải có x gì. Còn y biết y bằng 2. À, như vậy là y là tùy chọn là 2, cho nên là nó không bắt buộc. Nếu có y thì càng tốt, không bắt buộc thì nó mặc định của nó là 2. Cho nên là cái tham số loại thứ hai này người ta gọi là tham số mặc định, là như vậy là nó có giá trị mặc định của nó. Người ta gọi là tham số. Còn thêm y nữa. Tham số tùy chọn, tham số không bắt buộc, hay có một từ nữa là tham số mặc định. Có một từ nữa là tham số mặc định. Tham số mặc định. Là nó có giá trị mặc định rồi, chúng ta không cần phải gọi khi mà chúng ta khai báo. Như vậy là cái khai báo bình thường, đây là khai báo bình thường thì là như này. Còn chỗ này là khai báo như sau. Khai báo là y bằng cái giá trị. Để thêm một chút. Máy sau khai báo là một cái biến này bằng giá trị. Khi tôi viết như này thì là value. Đấy. Thì cái tham số này này là không bắt buộc vì là mặc định là nó bằng cái value này rồi. Có thể bỏ qua khi chúng ta gọi hàm. Đấy nhá. Khi chúng ta khai báo như này rồi nhá. Đó. Như vậy hàm g có hai tham số là x và y. X thì tham số là khai báo như bình thường là bắt buộc. Còn y là khai báo có giá trị mặc định là 2. Cho nên khi gọi nó, tôi gọi g này, tôi gọi là 10. À, được, vô tư. Thì như vậy là 10 chính là x thì và 3 chính là y.
Khi tôi viết là mười hai chẳng hạn, như thế này vẫn được nhé. Khi viết như này, khi gọi hàm như này thì đối số đầu tiên là 12, đối số thứ hai là y bỏ qua, bởi vì sao? Bởi vì y đã có sẵn rồi, mặc định là hai rồi. Khi tôi gọi là g12 thì tương đương với là gọi là 12,2, tương đương. Đấy, thì ý nghĩa là như vậy nhé. Đấy, vẫn vẫn được. Khi tôi gọi là g12 thì cái lời gọi này là nó tương đương với, nó tương đương tương đương với là gì, là g12 và 2, vì cái hai cái mặc định mà. Đấy, thấy không nào? Đấy, cho nên là như vậy là các cái tham số của cái hàng chia làm hai loại tham số bắt buộc và tham số là tùy chọn hay là mặc định. Và chúng ta chú ý một cái yêu cầu rất quan trọng, một cái yêu cầu bắt buộc, cái yêu cầu là như sau. Yêu cầu là tham số mặc định hay tùy chọn đấy phải đứng sau tham số bắt buộc, phải đứng sau, không khai báo trước nhé, phải đứng sau tham số, phải đứng sau tham số bắt buộc. Bắt buộc ví dụ nhé, chúng ta khai báo một cái hàm, ví dụ khai báo một cái hàm def như này, f x y z bằng 10, xong viết là t, thế này là sai này. Đấy, như vậy là đây là z bằng 10 là tham số mà tham số mặc định lại đứng trước tham số cố định, thế này là sai nhé, thế này là sai. Đấy, khi viết là def f x gì bằng 5 y bằng 10 có được không? Được, cái này là ok nhé, cái này là ok, đúng, không có gì sai nhé. Thì tôi viết là một khai báo nữa nhé, cho bạn xem nhé. Def này f nhé là x y bằng 2 z bằng 10, được không? Được, ok, bởi vì là tham số mà cô bắt buộc đi trước tham số mà tham số tùy chọn đi sau, hoàn toàn được. Còn tham số mà bắt buộc mà đi sau tham số lựa chọn thì là sai. Đấy, ta chú ý nhé. Mà thấy con trong thực tế có rất nhiều những cái rất nhiều tham số như vậy. Chúng ta cùng xem lại cái ví dụ một số cái hàm nhé. Tôi lấy ví dụ cái hàm này này, cái hàm rất đơn giản, chúng ta đã biết rồi, chính là cái hàm print. Thấy không nào? Nó có cái giá trị này, đây là những tham số bắt buộc này, còn xếp bằng này, n bằng này, phi bằng này, đây đều là những tham số mặc định hết. Nhưng mà cái hàm print là hàm rất là dài, các bạn thấy không nào? Mà cho thấy là chỗ nào là cái tham số là bắt buộc và tham số lựa chọn. Đấy, như vậy hàm này là có rất nhiều tham số lựa chọn, là tham số là xếp, tham số là n, tham số là phi, tham số là flush. Cái tham số là set này là mô tả cái ký tự nằm giữa các cái giá trị được in ra. Cái n này là chỉ ra cái ký tự được in ra ở cuối của cái lệnh print. Cái file này là chỉ ra cái chuẩn đầu ra của lệnh in, mặc định là in ra màn hình. Còn chúng ta đặt file làm đối tượng file, nó sẽ ghi ra file. Đó, ví dụ đấy như vậy. Còn cái hàm flush này thì không quan trọng. Đúng không? Hay là một hàm khác, lấy ví dụ nhé, chúng ta tạo cái biến a làm cái dãy này nhé, thì a mà là ví dụ a là cái hàm sort có các tham biến như này, tham biến là key bằng none và reverse bằng for. Như vậy là cái key này là một tham số lựa chọn, tham số không bắt buộc, và reverse này là trên, tôi có thể sắp xếp lại cái dãy a rất rất thoải mái mà nhé, có thể bỏ qua, không cần key và không cần reverse. Đây, tôi viết là a b đây. B bằng một cái dãy bất kỳ nhé, 2 1 0 10 9 đây, và tôi viết là b sort, đóng luôn, không cần key nhé, vì key là tham số mà có thể không bắt buộc, reverse không cần nhé, tôi viết này thôi vẫn chạy được, ăn bình thường. Đây chỉ lệ là sắp xếp lại dãy b theo thứ tăng dần đây. Đấy, nhưng mà thấy thực tế nó trong bài thơ nó dùng rất là nhiều những cái này, dùng rất nhiều những cái khái niệm tham số mặc định, tham số bắt buộc và tham số lựa chọn, được chưa? Đó, chết rồi, chúng ta hết thời gian rồi, tôi không
Thôi để hôm khác vậy nhá, tôi không cố đâu, mệt lắm. Bây giờ để buổi sau, hôm sau đó thì tôi sẽ nói tiếp. Xong phần tiếp theo là tôi đây là chúng ta đang phân loại cái tham số của hàm. Còn đến buổi sau hay có điều kiện tôi sẽ nói về cái phân loại cái đối số của hàm. Cái argument này, cái đối phân loại đối số là nó phức tạp hơn rất là nhiều lần, phức tạp hơn hẳn so với khái niệm là tham số nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Các bạn còn cần có câu hỏi gì các bạn cứ hỏi lên trên nhóm nhé, thì tôi sẽ trả lời nhé. Vì thời gian là đúng là thời gian rất là ít, không 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 có nhiều. Thì các bạn cần có câu hỏi gì hơn thì các bạn cứ hỏi tôi nhé. Tôi tạo ra các nhóm để cốt chúng ta để các bạn có hỏi gì tôi trả lời nhé. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Các bạn có hiểu không? Dạ hiểu ạ. Dạ hiểu. Có đấy khó, có đấy khó không? Dạ khó. Dạ khó. Thế thôi nhé. Chào nhé. Dạ, cảm ơn thầy.